Xin chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi tối ngày 16 tháng 11 năm 2021 dương lịch. Thì buổi tối ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi toàn thể quý vị một cái clip về sản phẩm đàn tranh 21 giây được lên đường. Cái sản phẩm đàn tranh 21 giây gỗ muồng được chốt cho chị Nguyễn Thị Bích Trâm ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Đấy, thì chị chốt cái cây đàn tranh gỗ muồng là một loại gỗ vân gỗ rất là đẹp và rất là ok. Đấy. Gỗ loại gỗ tốt quý vị nhá. Đây là gỗ tốt, vân gỗ rất đẹp luôn ạ. Đấy, vân gỗ hình nha. Đấy. Đó. Cây đàn chi tiết được khảm chai vòng quanh sườn bên ngoài thân cây đàn. Đấy, mặt thì là bằng gỗ trắng, gỗ ngô đồng hoặc là gỗ kháo. Đấy, nhạn. Nhạn toàn bộ bằng gỗ chắc. Đấy. Trụ dây cũng vậy, tất cả mọi thứ. Thì cái sản phẩm đàn tranh gỗ muồng 21 giây này thì em đang bán giá trên thị trường với giá là 3.500.000. Đấy, 3.500.000 thưa quý vị. Đó, thì sẽ có từng thời điểm sẽ bán giá khuyến mại là 3 triệu, có thời điểm là không có giá khuyến mại thì là 3.500.000 quý vị nhé. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc chốt cho chị Nguyễn Thị Bích Trâm với chương trình là giá khuyến mại là 3 triệu. Đó. Thì cây đàn này thì chị sẽ được tặng một bộ dây phụ này, một bộ móng nhựa này, một khóa tăng dây. Đó. Ngoài ra thì khách hàng muốn lấy cái gì phải tính tiền thêm. Bao loại mỏng nhất là 200.000 một chiếc bao. Loại bao hộp này dao động từ 500.000 đến tiền triệu cũng có quý vị nhé. Bao hộp để bảo vệ cây đàn. Đó. Và mic thu hay là máy đo dây hay bất cứ cái gì quý vị lấy cái gì phải tính tiền thêm. Và tiền cước phí vận chuyển là khách hàng phải chịu tiền cước phí vận chuyển quý vị nhé. Đấy, thì bên Trung tâm Nhạc cụ còn tặng cho quý vị là một bộ dây phụ, một bộ móng, một trụ, khóa tăng dây, tặng 3 quà. Ngoài ra là quý vị phải chịu tiền cước phí vận chuyển và lấy cái gì tính tiền thêm cái đó. Thì trước khi gửi hàng, Trung tâm Nhạc cụ sẽ quay chi tiết cây đàn cho quý vị các góc các cạnh. Đàn cam kết là 100% mới, không hề bị lỗi nằm, không hề bị dập vỡ, không hề bị hỏng hóc gì cả. Khách hàng lưu ý cho em, bên em đã làm clip bên YouTube như này rồi. Đây là cái clip mà là cái bằng chứng để gửi hàng cho khách hàng, là hàng Trung tâm Nhạc cụ đóng gói cho quý vị là hàng mới 100%, không hề bị dập vỡ, không hề bị hỏng hóc, không hề bị gãy nát một chút nào quý vị nhé. Đấy, thì quý vị khi nhận hàng này, quý vị nhớ là chúng ta yêu cầu nhân viên rạch thùng hàng nha, để chúng ta đồng kiểm cùng nhân viên. Và khi nhân viên bắt đầu rạch thùng hàng, chúng ta phải bật máy quay điện thoại, chúng ta quay từ mũi dao rạch đầu tiên. Đấy, tôi quay chi tiết từ mũi dao, nhân viên rạch mũi dao đầu tiên ra để chúng ta kiểm tra hàng. Đấy, chi tiết đây. Chúng ta kiểm tra xem là các sườn, các góc, các cạnh, xem trong quá trình vận chuyển có bị dập vỡ, góc gãy nát gì không. Đấy, nếu tất cả mọi thứ ok thì quý vị được quyền test thử 5 tới 10 phút trước bàn nhân viên giao hàng, sau đó quý vị thanh toán số tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng cho quý vị là xong. Đấy. Đó. Tiêu chí Trung tâm Nhạc cụ đưa ra thì quý vị nắm bắt được là đối với tất cả những mặt hàng Trung tâm Nhạc cụ đang bán với sản phẩm dưới mức giá 3 triệu thì quý vị không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản trước. Đó. Thì quý vị chỉ việc cho họ tên, địa chỉ, chi tiết kèm theo nội dung mua hàng, Trung tâm Nhạc cụ sẽ ship theo đường chuyển phát theo đúng cái địa chỉ quý vị đã cho, ship tới tận nhà cho quý vị. Quý vị bóc hàng, kiểm tra hàng và test thử và thanh toán số tiền hàng cộng tiền cước là xong. Còn đối với những sản phẩm mức giá từ 5 triệu trở lên, quý vị đặt cọc ít nhất là 500.000 cho em. Đấy, đặt cọc ít nhất là 500.000 cho em quý vị nhé. Đó. Thì sản phẩm nó cũng rất là nhiều loại, nhiều mẫu mã. Đây là cây gỗ hương 21 giây, gỗ muồng 21 giây, em nhầm nhé. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có cái mã là gỗ hương 21 giây là loại gỗ tốt hơn. Đấy, có khảm rồng và chạm rồng, đây là đục, em nhầm. Đấy. Có, đây là chạm trổ quý vị nhé, chứ không phải là khảm. Đây, bên này gọi là khảm này. Bên này là khảm chai, còn bên này là gọi là đục. Chạm trổ đấy. Chạm hình rồng, vân hoa. Đấy. Và hàng mẫu mới, hàng mở đốc. Đây, vẫn là 21 giây. Thì cái mã này là em đang bán với giá là 4 triệu quý vị nhé. 4 triệu cho cây đàn tranh gỗ hương. Đó, hàng mở đốc, hàng mẫu mới. Được chưa? Đấy, quý vị quan tâm với sản phẩm này liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Đấy, đàn tranh gỗ hương 21 giây, giá là 4 triệu. Loại khảm chai và hàng mở đốc, mã mới năm 2021 quý vị nhá. Đấy, đây. Đó.
Tiếp theo đó là cái gỗ hương 19 giây, cũng là hàng mở đốc. Đó, hàng mở đốc 19 giây. Đấy, khảm chai thôi, giá là 3 triệu rưỡi quý vị nhé. Giá là 3 triệu rưỡi. Và đến hàng 17 giây gỗ hương. Đấy, đà 17 giây gỗ hương, giá là 2 triệu rưỡi quý vị nhé. Đấy, 17 giây gỗ muồng, đấy, giá là 2 triệu, rẻ nhất là 2 triệu một cây. Rẻ nhất là 2 triệu một cây. Thì tất cả những sản phẩm mà trung tâm Nhúc cũng làm rất là nhiều clip đưa lên rồi. Đấy, thì bên em thì là một trung tâm duy nhất ở khu vực phía Bắc là chuyên mua bán, sửa chữa, trao đổi cái thuyền loại nhạc cụ. Đó, các loại nhạc cụ dân tộc này, đàn organ, piano, guitar, các loại linh kiện, phụ kiện nhạc cụ, thiết bị thu âm, thiết bị âm thanh, đầy đủ hết các sản phẩm ở đây quý vị nhé. Đó, sản phẩm ở bên em rất là đa dụng luôn. Thì về khách hàng phải lên dây nhé, căng dây và lên dây. Thì quý vị lưu ý này, chúng ta đối với những cái dây mà ở cái quãng mà nó cao lên ấy, thì chúng ta sẽ cho lùi những con nhạn này phía dưới này. Chúng ta dùng cái khóa này chúng ta căng dây lên, căng vừa phải thôi. Nếu sau khi mà nó căng rồi thì chúng ta sẽ lên dây mà nó chưa đạt được, chúng ta lùi con nhạn này về phía sau thì là nó sẽ đạt được tới cái điểm ở cái tầm mà chúng ta lùi được, nhích một ít trong chúng ta gảy dùng máy đo dây. Nếu ok rồi chúng ta dừng lại, chưa ok chúng ta lùi tiếp. Còn lưu ý là chúng ta nếu mà chúng ta vặn nhiều ở đây sẽ luôn luôn sẽ bị đứt dây nhá. Đó là cái tiêu chí em đưa ra cho quý vị là để tránh tình trạng bị đứt dây. Được chưa? Là cái sản phẩm mà em vừa mới giới thiệu cho quý vị là tất cả mọi thứ đều ok. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đến công đoạn là quan trọng nhất là bao bọc và đóng gói. Thì quý vị ở bất cứ địa phương nào, ở bất cứ nơi đâu, miễn là trong đất nước Việt Nam này, thì bên em đều ship cho quý vị được hết. Thì quý vị nhớ là quý vị đặt hàng cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Quý vị gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Còn nếu quý vị muốn gọi cho em ngoài giờ làm việc, vui lòng nhắn tin qua số điện thoại cho em nhé. Số điện thoại của em có đăng ký Zalo, nhưng hiện tại thì rất là nhiều khách hàng đang kết nối với em nên là Zalo đang bị đầy, nên có thể là quý vị tìm sẽ không thấy. Quý vị mà tìm không thấy, quý vị cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em. Đấy, đến giờ làm việc em sẽ trả lời cho quý vị, được chưa? Đó, bây giờ em sẽ tranh thủ và bao bọc đóng gói. Đấy, mỗi một khách hàng mua hàng ở bên em đều có một clip lên YouTube. Đó, clip này là vừa là một clip giới thiệu sản phẩm, cũng vừa là cái clip để là cái bằng chứng mà em gửi hàng cho quý vị, là em bao bọc rất là kỹ lưỡng mà hàng này là gửi cho quý vị là toàn bộ là ngon lành từ A đến Z chứ không hề lỗi lầm gì quý vị nhé.
bộ xốp 5 phân quý vị nhé, rất là dày luôn. Đấy, xốp 5 phân.
vậy là vừa rồi quý vị theo dõi xong cái clip về trung tâm Trúc test và đóng gói cây đàn tranh gỗ muồng 21 giây về với khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm Trúc. Kính chúc cho quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc, gia đình thân yêu của mình. Xin chào tạm biệt toàn thể quý vị.